chương trình được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính chào quý khán giả và cảm ơn quý khán giả đã trở lại trong phần 4 của chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này. Bên cạnh tôi là anh Đào Minh Khải và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và đề tài của chúng tôi ngày hôm nay trong phần cuối này cũng sẽ là phân tích về những cái nguyên nhân và hậu quả của cái thảm họa môi trường vừa xảy ra ở Việt Nam trong tháng vừa rồi. Lúc nãy anh Khải có đặt vấn đề là hai anh có đặt vấn đề là cái sự phản ứng của chính quyền cho đến bây giờ nó quá chậm phải không? Quá chậm và nó không có vẻ giống như là họ chưa bao giờ lường được là cái chuyện này sẽ xảy ra. Tại vì nếu mà lường được, thường thì mỗi lần mình làm một cái gì ở Mỹ này thôi, trong mỗi công ty và ngay trong đài này chắc không có evacuation plan, tức là lúc mà có chuyện xảy ra thì ai sẽ làm gì. Như vậy thì một cái nhà máy công nghiệp, cái khu công nghiệp lớn như vậy chẳng lẽ không có một cái contingency plan, nếu chuyện xảy ra thì ai sẽ làm gì? Thế anh Bình muốn tiếp lời anh Bình về cái vấn đề plan, đòi hỏi cái người mà làm cái công tác xây dựng từ lúc bắt đầu xây dựng phải có một cái tầm nhìn xa, đòi hỏi như vậy. Và nó phải có những cái tiêu chuẩn, những cái protocol đã được đặt ra rồi. Giống như ở Mỹ này là khi muốn xây căn nhà là mình phải xin giấy phép. Mà khi xin giấy phép rồi là phải có cái protocol là anh phải có chỗ nào đặt cái chữa lửa, chỗ nào là cái lối thoát hiểm, chỉ dành cho lối thoát hiểm. Là cái protocol là ở Mỹ đã đặt ra rồi, những nước tiên tiến họ đã đặt ra rồi. Thì khi họ xây dựng, họ sẽ làm như vậy, họ sẽ đi theo cái protocol đó, không dám đi sai, bởi vì đi sai là sẽ bị phạt hoặc là bị đóng cửa. Nhưng mà trở lại với Việt Nam thì có thể vấn đề thứ nhất là những cái protocol như thế hoặc có nhưng nó không phải là một cái những cái người có trình độ xây dựng lên cái protocol đó, hoặc không có hoàn toàn luôn. Thì khi những cái công ty đó mới đi vào Việt Nam và bắt đầu những cái xây dựng như vậy, thì nếu những cái protocol nó ở Việt Nam nó coi như là nó không có những cái thực tế, nó không có thực tế, thì họ làm như vậy thì coi như là họ đã tự tạo theo cái protocol ở Việt Nam là nó không làm được rồi. Như vậy thì trở lại vấn đề, thì có ai cố tình phá hoại không? Hai anh có nghĩ là đây là một cái sự cố tình? Dạ vâng, thưa anh Kim Bình, thưa anh Khôi và kính thưa quý vị, là chúng tôi xin đưa ra một cái ví dụ có lẽ đa số cũng đã biết rồi, để cảm thấy chúng ta thấy nhục nhã thế tại nào vì, nếu mà nhắc đến Campuchia. Anh Khải. Dạ. Về trở lại chuyện Campuchia, dạ, là một cái bài có khác. Có nghĩa là cái hãng Formosa Plastics này vào năm 2008 họ đã mang qua nước Campuchia 3.000 tấn thủy ngân, cũng dưới cái danh nghĩa là sản xuất xây dựng nhà máy để họ tìm cách họ thải, tức là đổ rác, đổ cái chất độc hại thủy ngân 3.000 tấn thủy ngân này vào Campuchia. Và nước Campuchia mặc dù nhỏ bé hơn chúng ta, mới phát triển sau chúng ta, đã dám cương quyết là coi như là bắt buộc cái hãng này phải thu hồi cái chất đó và đem đi chỗ khác. Và cái hãng này sau đó tìm cách mang qua Mỹ cũng bị Mỹ đuổi đi và mang về Đài Loan. Nói chung là, kính thưa quý vị, như chúng tôi trình bày, cái xu thế trong tương lai là như vậy. Những cái nước, nhất là Trung Quốc, là cái nước mà bây giờ là làm lao công cho thế giới, là họ hàng ngày họ phải sản xuất bao nhiêu thứ và họ có bao nhiêu chất thải độc hại. Họ phải tìm những cái chỗ nào để họ đổ những cái chất thải độc hại đó ra. Và nước Campuchia còn có cái gọi là cái sự quyết đoán và cái trí tuệ để mà ngăn cấm, không cho cái hãng này coi như là đem chôn giấu, xả rác những cái chất độc hại đó ở trên nước họ. Mà bây giờ chúng ta theo như họ nói là cho phép, kính thưa quý vị, họ nói họ xả thải ra 1 triệu tấn nước thải, mà theo chúng tôi biết là hầu như không có được xử lý, tại vì cái người ngư dân họ lặn xuống họ đã thấy nước hoàn toàn là dơ. Thì 3 tháng họ đã thải ra 1 triệu khối nước thải như vậy. Mà kính thưa quý vị, đó là chỉ là trong thời gian thử nghiệm thôi, và chỉ là mới mà là 1/4 công suất của họ thôi. Thì chúng ta thử tưởng tượng trong tương lai khi mà họ đi vào hoạt động và họ làm theo cái quy định mà được cho phép, thì họ có thể thải ra gọi là 4 triệu tấn nước thải như vậy, kính thưa quý vị. Theo Khôi nghĩ thì rồi đây, cái sau cái cuộc kiểm tra này, cái kết quả như thế nào?
nếu mà mình bây giờ mình ngồi đây mình dự đoán trước, giống như hồi nãy anh Hải có nói là trước hết là không có tin tưởng cái kết quả của cái cuộc kiểm tra này. Chắc chắn là không tin tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai mà muốn đi kiểm tra một cái gì mà thông báo, giống như anh Hải nói, thông báo với cái người mà có nguy cơ phạm tội, hoặc là cảnh sát mà muốn đi điều tra gì mà thông báo với cái người mà có nguy cơ phạm tội là tôi sẽ đến kiểm tra anh, thì họ thủ tiêu hết. Dạ, xin phép anh coi cho phải tiếp lời. Dạ. Là chúng ta gọi cái đó là hiện trường vụ án, đúng không ạ? Giống như giờ có những vụ án hiếp dâm, tai nạn xe cộ hoặc giết người. Kính thưa quý vị, cảnh sát Mỹ họ đến nơi là họ phải phong tỏa cái hiện trường, là ngăn cấm không cho bất cứ một người nào, dù là bạn đồng nghiệp của họ, cấp trên cấp dưới gì cũng vậy, nếu mà không có bộ phận điều tra, không chịu trực tiếp chịu trách nhiệm điều tra cái hiện trường đó thì không được phép vô quấy phá làm gì hết. Đằng này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là để 3 tuần sau mới bắt đầu điều tra. Xin như vậy thì theo Khôi nghĩ như vậy nếu mà cái theo Khôi nghĩ sau cái cuộc kiểm tra này bắt buộc họ phải tìm ra một cái câu trả lời nào đó, cho dù là đúng hay sai, để thỏa mãn dư luận. Có thể họ sẽ tìm những cái quân bài con chốt thí mạng. Dạ. Đó là cái dự đoán của em về cái tương lai như vậy. Họ sẽ tìm những con chốt thí mạng, chứ cái giải pháp thì sẽ không có gọi là như mình mong muốn. Về mặt tài chính thì sao? Công ty Formosa chắc phải nộp tiền rồi để mà thỏa mãn dư luận. Họ sẽ phải làm những cái gì đó, nhưng mà mình hoặc là họ cố tình là chỉ làm để mà coi như bề mặt thấy thôi, chứ tại vì cái hậu quả môi trường của lần này rất là lớn, nhưng mà nếu họ chỉ làm bề ngoài thôi rồi họ làm một cái gì đó lãng đi thì mình sẽ thấy nhiều hậu quả hơn nữa. Anh Khôi cho Khải tiếp lời cái vấn đề mà cái hậu quả, cái di hại về vấn đề môi trường được không ạ? Tức là như chúng tôi có trình bày, cái thưa quý vị, cái này nó di hại đến 20 năm, 50 năm là như vậy. Như anh Khôi có nói, cái chuỗi thức ăn, đúng không ạ? Tức là con người ta là cao nhất, mình ở trên Mỹ nó gọi là top of the line, mình là cái người cuối cùng. Thì kính thưa quý vị, chúng ta ăn ăn nai, ăn heo, thì những con heo, con nai đó, nó ăn cá, ăn chim, những con chim đó ăn cá. Và kính thưa quý vị, khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra cái lý do để mà biện hộ, ngụy biện cho cái sự kiện này, họ gọi là thủy tảo đỏ. Kính thưa quý vị, Khải không biết là họ ngu dốt, họ không hiểu, hay là họ cố tình lập lờ. Thưa quý vị, cái này nó không phải là rong, nó không phải rong như chúng ta hiểu, mà gần như nó có, chúng ta có thể gọi là rêu. Nếu mà chúng ta thấy trên đá ở những cái nơi suối hồ nó có những cái màu đỏ đó là rêu. Mà rêu này nó là vi sinh vật, gần như là chúng ta cứ tưởng tượng những con tôm, con cua, con còng, những con ruốc. Thì nếu mà nhỏ hơn, tức là thức ăn của những cái con ruốc là những cái con giống như chúng ta thấy những con rực nước, những con cái con gì nó nhỏ mà phải dùng kiến hình vi mới thấy, thì những cái con rực nước đó nó lại phải ăn những cái này, nó gọi là algae, tức là chúng ta tạm thời tiếng Việt gọi là rêu đó. Tức là nó giống như những cái đốm đỏ nhỏ thôi. Thì khi nào mà cái điều kiện môi trường nó thích hợp thì những cái con, những cái vi sinh vật này, những cái sinh vật này nó mới gọi là phát triển bùng phát lên, thì chúng ta mới thấy cái biển nó hóa màu đỏ. Nhưng mà thật sự là cái số lượng của những cái vi sinh vật này nó quá lớn nó thôi, hiện tượng chứ không thiên nhiên. Dạ vâng, nó hoàn toàn thiên nhiên nên, mà nó không phải tự nhiên nó xảy ra. Nó chỉ là giống như ruốc, có lúc thì ít, mực có lúc thì ít, có lúc thì nhiều, mà lúc ít thì chúng ta không thấy, lúc nhiều quá thành đàn thì chúng ta thấy, đơn giản vậy thôi, chứ không có phải là xảy ra cái vấn đề mà nguy hiểm mà, là gì hết. Cái nguy hiểm anh Khải nói lúc nãy đó là hiện tượng là từ kim loại. Dạ vâng, kim loại nặng. Cái chính là kim loại nặng. Kính thưa quý vị, những cái này nó không có hòa tan vào nước biển, có là nước biển nó bao la như vậy, nhưng mà thay vì như những cái chất bình thường để hòa tan rồi nó bao la qua nước biển, nó sẽ từ từ nó dung hòa, nó làm tan biến những cái sự nguy hại của nó qua một thời gian. Nhưng mà những cái chất kim loại nặng này nó chìm, nó nằm dưới đáy biển và nó sẽ nằm ở đó, và những cái sinh vật nào như tôm, hùm, cua hoặc là những gì chúng tôi nói, và nó thấm vào những cái vi sinh vật nhỏ là thức ăn của những cái sinh vật dưới biển, như là những cái thức ăn của chúng ta như mực, như cá, như cua, ví dụ như vậy. Thì nó gọi là cái chuỗi thức ăn, đúng không ạ? Thì đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chắc chắn sẽ ăn vào những cái chất độc hại đó. Và đó là lý do tại sao họ nói là cái di hại của nó sẽ kéo dài đến 20 đến 50 năm. Mình có hy vọng là những nhà khoa học quốc tế đó, trong phái đoàn 5 người mà vừa mới đến, mình nghĩ là họ có thể tìm được câu trả lời trung thực cho mình. Họ có thể tìm ra được câu trả lời, nhưng cái vấn đề là có được đưa ra cái câu trả lời đó hay không. Cho nên...
chuyện đầu tiên cho bất cứ một cái tai nạn lớn nào về môi trường là phải tìm được nguyên nhân, phải không ạ? Tại vì nếu không tìm được nguyên nhân thì mãi mãi sẽ không giải quyết được vấn đề. Dạ thưa anh Bình, thưa anh Khôi, cái lý do anh Bình hỏi, thành ra chúng tôi có phát động một cái phong trào để chúng ta phải ép buộc, chúng ta phải tự điều tra, tự cho chúng ta, tự giúp cho người dân Việt Nam có cái quyền điều tra, tìm ra sự thật. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta để cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tự điều tra thì có lẽ sự thật không bao giờ được phơi bày. Thành ra chúng tôi đang phát động một cái phong trào, chúng ta phải yêu cầu, mà có lẽ quý vị đa số đều biết, tức là nhà hoạt động môi trường là Erin Brockovich, là cô ta đã được dựng một cái phim Erin về cô ta mà do Julia Roberts thủ vai chính. Thì chúng tôi đang kêu gọi thu thập chứng cứ để yêu cầu cô tìm hiểu cái vấn đề này và sẽ đại diện cho chúng ta khi mà những người như vậy, những cái công ty tổ hợp luật sư quốc tế họ tham gia, kính thưa quý vị, thì họ mới có thẩm quyền, họ mới có khả năng để họ điều tra và họ tìm ra sự thật. Thì cái đó là chúng ta nên làm. Như vậy là câu chuyện này vẫn còn tiếp tục trong nhiều tháng sắp tới nữa. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Luận Đàm Thời sự với các anh em chúng tôi ngày hôm nay và xin hẹn quý thính giả trong chương trình tuần tới. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettel, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.